Rồi, ok, xin chào các bác. Thì nay nhận một cái món hàng của một bác nhờ test hộ với con G8. Thì test hộ thì thường thường em phải quay clip lại các bạn, không thì nhỡ may nó có vấn đề gì thì khó nói lắm. Rồi. Thì cái shop mà bác đi mua ấy là của shop Vũ Ngọc Tú nhé. Thì đây cũng lâu rồi với mới test một cái máy của bên Vũ Công Tú này. Thực ra thì bên nào em cũng có ấy, cũng có test hộ ấy. Tại vì anh em biết rồi đấy, anh em đôi khi thì giờ chỉ có quan trọng là giá nó rẻ thôi, không quan trọng gì khác, chỉ quan trọng là giá rẻ thôi. Bọc bọc thì khá là chắc chắn các bạn. Ok. Thì đây là cái đơn hàng này đó, giao với em này. Thì anh em cũng biết rồi đấy, LG giờ thì không còn sản xuất điện thoại nữa, cho nên là những cái máy máy LG hiện tại bây giờ nó toàn là máy cũ thôi, cho nên là anh em mua cũng cũng phải hết sức cẩn thận nhé. Không cần phải em test cũng được, nhưng mà nếu mà không tin tưởng, nhất là người dùng ấy, thì các bác nên qua cái trung gian ấy, như em chẳng hạn, hoặc là ai mà các bác tin tưởng cũng được. Thì đây là một cái củ sạc, từ đó em sẽ check cái củ sạc phía sau. Trong hộp này hết rồi, check luôn củ sạc đi. Thì đây là một cái cáp sạc, không biết là của hãng nào luôn, bỏ bóc luôn ra. Thì cái cáp sạc này em thấy là nó cũng không phải là xịn hẳn cho lắm, nó cũng bình thường thôi, nó không còn không biết là của hãng nào cơ mà. Đây, ở đây này, đây không có, chỉ biết là made in Việt Nam thôi, không có cái tên tuổi gì cả thôi. Nhưng mà em thấy là nếu mà dùng được thì cứ dùng thôi, có sạc nhanh là được. Cứ để đây nhá. Rồi, đây là một cái củ của Samsung, đúng nhỉ, đúng rồi. À, một cái củ của Samsung đây, các bác thấy nhìn thấy này. Thì như cái củ này ấy, thì em cũng không, theo kinh nghiệm của em thôi, thì em thấy nó không được tốt. À, cái phông chữ của nó cũng không được sắc nét, không được đậm đà cho lắm, nó hơi nhợt nhạt và nó cảm giác nó không được ngon. Cảm giác thế thôi, nhưng mà em không không phán đây là sạc đều hay sạc gì, nhưng mà em đối với em ấy, đối với cá nhân em nhận xét thôi nha, thì đây là củ sạc không được ngon, nó bình thường. Rồi, để đây. Đây là cái nhân vật chính các bạn, bọc rất là kỹ. Cái này thì khó mà đập rồi ném cũng không sao đâu, rất là kỹ. Bọc cái này thì ok, quá ngon luôn. Đó, quá hết rồi, bỏ ở kia. Thì đây là một con G8 Mỹ nha các bác. Này, G8 Mỹ có 2 cam thôi. Đây là cái bản màu xám. Đây là cái MIMEI của nó này, 03796. Đây, có cái logo T-Phone to đùng ở đây. Nhưng mà các bác thấy đấy, dán cái T-Phone to đùng ở đây đến đây thì nó khá là mất cái. Nói chung là bây giờ mà bác kia mà mua cường lực hoặc là mua cái gì dán vào là không được, tại vì nó cái tem này nó to quá, nó dán ở đến đây, nó khá là dán kiểu này khá là không hợp lý. Đối với em thấy như thế. Đấy, thì trước tiên là xem cái ngoại hình nữa nhé. Để đây, để em lấy cái khăn để em lau đi, xem là cái màn hình nó có sức nhiều hay không. Đây, để khăn chuyên dụng của em này. Thì nhìn sơ qua thì em thấy nó cũng không không sức nhiều đâu, chỉ sức răm răm thôi, thì cái này không tránh khỏi đâu. Này, các bác có thể thấy này, sức răm răm thôi. Đó, đó. Bật điện này lên nữa xem nào. Đó, sức răm răm thôi. Em sẽ soi luôn cái việc mà có phải là màn hình ép kính hay không. Em sẽ cho anh điện hơi gần hơn chút nữa. Thì như 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 em soi sơ qua như này này, thì em thấy là nó có vẻ không phải là ép kính, tại vì cái màn hình nó vẫn rất là đều, nó không bị nhăn gì cả.
Đó. Nói chung là qua camera thì các bác có thể không nhận nhận ra được đâu, tại vì nó khó hơn mà. Đấy. Còn đây là một mớ tem này thì không nói đây. Đây là cái mặt sau, thì cái mặt sau này nó cũng sức sức răm răm như kiểu mặt trước thôi. Nhưng mà quan trọng là cái hai cái camera này này. Đấy. Thì cái camera này này, cái camera chính này thì nó bị lệch thì không nói vì nó có chống rung quang học thì không nói, nhưng mà cái camera góc rộng này, góc phụ này này. À, xem nào, em xem nào. Đây. Thì cái camera góc phụ này này, góc rộng này thì em thấy là nó lệch xéo cái phía phía này này. Phía này một chút đây các bác có thể nhìn thấy. Đấy. Xoay này. Đây nó vẫn lệch về phía trên này. À, nó vẫn lệch về phía trên này. Đấy em xoay các bác. Thì nhiều bác cũng sẽ nghi ngờ là cái máy này đã bị thay lắp lưng rồi. Cho nên là thực sự là nếu mà các bác muốn check được cái này nó có thay lắp lưng hay không ấy, thậm chí các bác tháo cái nắp lưng ra, nhiều khi các bác không phân biệt được là máy đã bị thay lắp lưng đâu. Tại vì bây giờ có thay thì người ta thay dùng cái gioăng xịn ấy, thì nó cũng rất là khít và nó không có độ hở mấy ấy. Đấy, và kể cả tháo ra nhìn cái gioăng ấy, nhiều khi các bác không phát hiện đây là cái máy mà bị thay kính đâu, thay thay lắp lưng đâu. Cho nên là cái này chỉ là nghi ngờ thôi. Còn cái việc mà lệch cam này thì em cũng có clip nói rồi đấy, nó cũng không quyết định được là máy đấy là máy bị thay linh kiện đâu. Tuy nhiên thì em nghĩ là những cái máy mà nó lệch cái những cái cam kiểu cam góc rộng như này này, mà nó không có chống rung quang học ấy, thì cũng nên xem xét. Có cái việc mà lệch cam chính, cam mà có chống rung quang học này thì là bình thường nhé, cái chuyện này hết sức bình thường thôi. Rồi soi tiếp nhé, thì em soi cái cạnh trái này, nút nhấn cũng còn rất là ngon, cạnh trái rất là khít đấy, và cái viền cạnh trái này cũng còn rất là mới đó. Đây là cạnh dưới này. À, thì cạnh dưới này thì cái lỗ cắm sạc này thì nó hơi bị sờ sệt một chút, hơi bị xước đây này, chỗ này phía này này thôi, nhưng mà cái này là chuyện bình thường, cái này bị cắm nhiều thì sẽ xước thôi, nhưng mà được cái là viền nó không bị chưa bị xước các bạn. Đấy, đây cạnh phải này, cạnh phải cũng chưa xước gì cả, tranh đuổi bật luôn đấy nhá. Rồi rung rồi. Rồi cạnh trên, cạnh phải không xước, cạnh trên cũng không xước. Nói chung là ngoại hình con này thì em thấy là còn bảo là 99% là đúng, ok, nó xước răm răm thế là chấp nhận được rồi. Đấy, hiện tại em mới phát hiện là cái cam góc rộng này hơi lệch thôi, nhưng mà chuyện đấy thì em nghĩ là không cần phải lo lắng, tại vì kể cả là có bị thay lắp lưng hay thay cái gì đấy thì miễn sao nó dùng ok là được. Đấy. Ok, thì đây là cái màn hình, quan trọng là vẫn là cái trải nghiệm người dùng các bạn, màn hình. Đó, thì em sẽ kiểm tra xem là cái màn hình này nó có bị vấn đề gì không. Xem cái mã con này đã. Xem mã con này là cái mã gì đã. Rồi, thì đây là toàn là tiếng Anh thôi, em sẽ chuyển sang tiếng Việt xem có không nhé. Đó, thì cái này là không có tiếng đây, à đây tiếng Việt đây, sao không... À, tiếng Việt đi nhỉ. Ở đâu rồi? Ngôn ngữ rồi, rồi ok, đã chuyển ngôn ngữ sang tiếng Việt. Có tiếng Việt đâu nhé. Đấy, thì con này đang dùng cái Android 11 thôi. Đấy, và sơ qua nhìn thế này thì em không thấy màn hình nó có bị vấn đề gì. Không thấy bị ám, nhưng mà thôi cứ kiểm tra 820 đúng không? Mã 820. Con này thì kiểm tra xem lệnh này có được không? Sao thăng 5 54 63 68 thăng sau 820. Đấy, con này thì đương nhiên là kiểm tra cái lệnh này cũng được. Thì các bác phải kiểm tra một cái lệnh khác để em nhớ xem nào. Chờ chút nhé. Bạn nghĩ thì kiểm tra lệnh đây. 5689 các bạn. Nhiều khi lâu không test cũng không nhớ được 5689 thăng sao 820 thăng.
Ồ, vẫn được là sao nhỉ? 5689 tăng sao. 5689 tăng sao. 80 cũng không được luôn. 5689 đúng rồi. Rồi, lệnh khác xem nào. Tăng sao 4 6 2 6 3 3. Sao thăng 820. Thăng. Ồ, cũng không được luôn các bạn. Được rồi. Một cái lệnh khác nữa xem nào. Thăng thăng 22. 22 83 78. Bấm phím gọi. Rồi. Đấy thì nếu như mà dùng cái lệnh này được thì em nghĩ đây là cái bản version rồi. Đấy, ok. Test, drive test này. Đó. Quan trọng là em test cái mấy cái cây này xem cái cảm biến tiệm cận còn ok không. Ok. Ok này. Ok này, cảm biến sáng còn ok này. Rồi, thế là được rồi. Cái rung này, ok này. Chuông này. Ok này. Quan trọng là cái màn hình cảm ứng này các bác. Cái này là cái quan trọng nhất nha các bác. Màn hình nào cũng thế thôi, không test cái này thì thiệt các bác. Cái này vẫn là cái quan trọng nhất vì cái màn hình đó là cái nơi mà các bác thao tác là chủ yếu. Cho nên các bác chú ý cái màn hình nó không bị liệt, không bị chết chỗ nào là được. Rồi ok, cái này không sao ạ. Được. Cam thì tí nữa ra kia test cũng được không sao cả. Các bác sẽ test cái áp suất xem nó còn không. Thì cái áp suất này cũng nói bao lần rồi, test sẽ nó có thôi. Còn áp suất thì tốt, không còn thì cũng cũng đây là chuyện bình thường thôi. Còn nếu mà còn thì tốt hơn. Còn cũng không phải là cứ còn áp suất là máy còn zin nhá. Người ta bây giờ thay cái linh kiện làm lại áp suất bình thường nhé. Rồi. Đang vào cái nhìn này. 100.23. À quên, 100.1.22. Nhấn xem nó lên bao nhiêu nhá. Đấy. Nó lên rồi đấy. 1.23. Đấy, nó lên được khoảng 0.5 rồi, hơn 0.5 rồi. Như thế là còn áp suất rồi. Đối với em áp suất như thế là ok. Các nhớ bóp nhá, bóp hai cái tay này, bóp vào đây này, chứ đừng có đặt xuống bàn ấn nó không lên đâu. Đấy, lên các bác. Đấy, nó khoảng được hơn 0.5 rồi, thế là ổn rồi, áp suất ok rồi. Còn cái gì nữa quan trọng? Cái màn hình, màn hình thì phải ra chỗ xem chỗ này test được không. Nói chung là chỗ này ấy thì nó không có cái chỗ test màn hình, thế là em để chỗ này em test cũng được, display check này cũng được này. Đấy, thì đây là cái màn hình màu trắng này. Màu trắng. Để em soi. Cái này thì các bác phải soi bằng cái ánh mắt trực tiếp của các bác nhé, chứ qua camera thì nhiều khi bác không nhìn thấy đâu. Thì tạm thời là em nhìn thấy nó không không có vấn đề gì. Xoay, các bác có thể xoay ngược lại xem nó có khớp đều màu hay không, hay là ám gì không. Nói chung các bác cứ xoay đủ kiểu đi. Đấy. Có mỗi cái này thôi. Cái này check thì có mỗi cái, nó có mỗi cái màu trắng thôi các bạn. Đấy, đây mới đều chứ. Ở cái máy khác ấy, ở cái máy hàn mã khác thì nó có thêm nhiều màu nữa thì các bác check. Cái này thì có màu trắng thì tạm thời màu trắng này em cũng thấy không có vấn đề gì. Rồi. Đây này, không còn màu gì nữa. Rồi. Cũng thế là được rồi. Motor xoay cho nào. Đó. Xoay. Xoay. Ok, xoay ok. Xoay. Còn cái gì nữa? Cái GPS này không không test được, phải có mạng. Còn cái gì nữa không? Rồi, tiện thể em đang có ở đây thì em cắm cái sạc xem là nó có sạc nhanh không nha các bác. Hơi bị khó cắm một chút nên đang tìm chỗ cắm. Cắm được rồi. Đây, sẽ cắm xem là test cái sạc nó như thế nào nhé. Rồi, ok các bác. Thì đây, cái biểu tượng này là vẫn có sạc nhanh này các bác. Nó có vòng tròn quanh cái tia sét đấy. Trích sạc ở đây luôn. Đây, đang sạc này. Đang test này. Đây, đang sạc này. Ok.
Toát ra cho các bác xem. Được rồi, nói chung là có, như em thấy là có rất nhanh nhé. Còn việc nó nhanh chậm hay không thì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, như kiểu là cái chất lượng dây dẫn này, chất lượng của củ sạc này, rồi chất lượng của những cái chỗ tiếp xúc này. Như cái này em thấy nó khá là ổn rồi, khá là chắc chắn rồi. Rồi, tiếp theo sẽ test cái camera xem thế nào. Cái này cũng rất là quan trọng các bạn. Thì đây là cái camera trước này. Đó. Rồi, camera trước ok. Camera sau này. Đây là góc thường này, góc rộng này, và chỉ có góc thường góc rộng thôi, tại vì cái bản Mỹ 2K này chỉ có thế thôi, nó không có cam tele mà. Ok, thế là được rồi. Còn cái việc mà test cái pin ấy các bác, thì em cũng chỉ test được cơ sơ sơ thôi. Đây sẽ cho bật hẳn cái video 4K lên. Và thử quay xem là nó sẽ trụ được trong thời gian bao lâu. Tại ví dụ như giờ đang là 36% pin nhá. 36% này cũng dùng một lúc rồi đấy. Em quay nó sẽ xem nó tụt bao nhiêu thôi. Rồi. Ok, và bật cả flash lên xem là đây, tiện thể sẽ test cái flash luôn. Flash ok nhá. Đấy. Thì em sẽ quay trong vòng khoảng 1 phút xem là nó tụt bao nhiêu phần trăm. À, trong phút này thì cứ đợi thôi. À, trong phút này thì ngắm nghía những cái khác xem là nó có vấn đề gì không. Rồi. Quên còn chưa test ấy các bạn. Chưa test cái sim. Thì trong lúc chờ đợi cái này nó quay 1 phút thì em sẽ tháo cái sim của em ra để lắp sang bên kia. Ok, chờ tí. Đây, sim của em đây rồi. Đấy, được khoảng 48 49 phút rồi, giây rồi. Ở clip thì nó có thể nó sẽ rất là dài, nhưng các bác nào xem được thì xem thôi. Quan trọng là em hướng dẫn cách test này. Ông nào quan tâm thì nói chung là tất cả những cái clip của em đều làm rất là dài. Ông nào mà chú ý mua hoặc là có thực sự quan tâm đến cái con đấy mình mua thì sẽ mới xem thôi, chứ còn đa số là ông nào cũng đều xem đứt hết. Được rồi, hơn 1 phút rồi, 1 phút 17 giây rồi. Tắt. Ok, xem bao nhiêu phần trăm. Đấy, thì nó tụt xuống là còn 34%, từ 36 đến 34. Thì cái lúc mà 36% thì đã dùng được một tí rồi thì nó tụt như này. Em thấy nếu mà test ở mức bình thường như này là ok. Nhưng mà đây chỉ là khi mà test pin như các bác, mình không thể test một lúc vừa như vừa rồi mà nó ra được đâu. Quan trọng là test như thế để mà biết được là trong lúc mà mình quay phim 4K như thế thì nó có bị sập nguồn hay không thôi. Như bây giờ nó không sập nguồn, và cái máy này nó không nóng, chứ không nóng quá ấy. Nó bình thường, cho nên em thấy là nó có vẻ pin nó sẽ tốt thôi. Còn việc mà pin tốt hay không thì nó còn phụ thuộc rất nhiều thứ về các bác dùng như thế nào. Các bác suốt ngày cày game hay là để cái màn hình nó quá là sáng như thế này thì có thể nó sẽ bị vấn đề về về pin thôi. Nhưng mà như em thấy là cũng vẫn còn ok. Nói chung là pin ấy, nó là vấn đề, nó rất là khó nói. Nếu mà trong thời gian test nó ít như thế rất là khó nói, cho nên các bác nào mà mua máy thì các bác về các bác dùng xem nó như thế nào thôi. Đấy, bây giờ sẽ cắm sim vào rồi, hình như vẻ nó nhận rồi đấy, xem nào. Nó hỏi cái gì đây? Thẻ sim này không phải của version, nhưng mà thôi nó vẫn nhận. Không sao, thẻ sim không phải của version vẫn nhận, vẫn có 4G bình thường nha các bác. Đây nhá, 4G đấy, nghe gọi phát sinh là sự ok thật sự vụ trả trước của Viettel ok để nạp vào tiền ok này, phím 1 có để tiệm kiểm cận này, tra tài khoản bấm phím 2 để ok, chuyển thế là sóng sánh ok, nghe gọi bình thường, có 4G, có 4G bình thường nha các bác. Cái này tự nhận luôn các bạn, không cần phải phải làm gì, nó cũng tự nhận luôn. Đó, thì bây giờ là chạm 2 lần cũng ok. Nói chung là bây giờ những con máy của LG bây giờ nó cũng chả có gì để test đâu. Em xem còn vân tay không nào, vân tay còn còn này này.
Đấy, kiểu mẫu này. Không cần. Đây em sẽ vẽ cái chữ L này. Bữa nào mà mua máy này thì tí nữa về vẽ như thế nhé. Rồi. Áp dụng. Em thử vân tay thôi xem còn ok không. Đấy. Nói chung là em rất thích những con máy của LG mà nó còn vân tay vật lý ở đây. Nó sướng. Con quay lên này, bật lên xem thế nào này. Rồi, ok. Đấy, ok, mở vân tay này đây các bác thấy không? Mở vân tay rất là tuyệt vời. Đó. Con máy nó khá là nóng các bạn. Con máy bây giờ từ nãy giờ test mới chỉ có test test vớ vẩn thôi nhưng mà nó cũng khá là nóng rồi. Cũng có thể là thời tiết ở trong phòng em bây giờ đang là khoảng 30 độ thì nó cũng hơi nóng nhưng mà những con máy như V50 và G8 ấy em thấy nó cũng hơi nóng máy thật. Còn các bác là bảo nếu mà nó nóng máy nó có thể mất cái miếng đồng tản nhiệt bên trong thì chắc chắn chỉ phải tháo ra mới biết được chứ còn nhìn hoặc là đoán thì không biết được đâu. Đấy. Xem lại chút về cái màn hình nữa xem nào có vấn đề gì không. Quan trọng vẫn là cái màn hình các bạn. Đó. Trong này của em sóng yếu lắm, nó còn lại tụt PE rồi này. Thì tạm thời là em thấy là cái máy nó đẹp và cái màn hình nó vẫn còn đẹp, không vấn đề gì cả, không có thấy dấu hiệu của ép kính hay vấn đề gì cả. Đó. Thì các bác cũng biết rồi đấy. Anh em nào mà dám dám gửi máy về cho em thì đương nhiên là người ta cũng phải chọn cái con nó ngon rồi, không thể chọn con vớ vẩn được. Tại vì em có test thì em sẽ làm clip rồi các thứ. Chứ mà test không thì nhiều khi anh em không tin. Đấy, thử cắm quả tai nghe nữa xem nhé. Cắm vào tai nghe xem có nhận tai nghe không, không nhận thì mình lại khổ. Đây. Đấy, cắm tai nghe nhận này, nhận hết này. Ok. Sẽ test quả YouTube xem thế nào. À quên, bật wifi lên. Bật wifi lên xem nó nhận wifi cũng nữa chứ. Đây. Bật wifi. Có chờ chút nhé, tại vì cái việc test này nó khá là lâu. Đấy. Quảng cáo lâu quá các bạn. Ok. Ok các bạn, tai nghe ok. Lo ngoài xem nào. Vẫn ok. Không 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 thể nghe nhạc được các bạn vì nó sẽ đánh bản quyền. Rồi ok, em như thấy là loa ok. Còn các bác nào mà muốn có cái nó hiển thị cái 50U mà trên này thì các bác phải tải cái app mà Hi-Fi Status nhé của LG ấy, nó mới hiện nhé chứ bình thường như này nó không hiện đâu. Rồi. Chụp ảnh phát xem nào. Ở với những cái con ở những con bản Mỹ ấy các bác có rất tiện lợi là các bác muốn tắt âm chụp hình các bác chỉ cần để chế độ rung là nó tắt màn hình tắt âm màn hình tắt âm chụp ảnh thôi cho nên các bác nó không như bản Hàn. Bản Hàn bây giờ là lên 11 không tắt được, lên 12 cũng không tắt được. Đấy. Ok, như thế con máy này là em thấy là ok rồi. Thứ nhất là ngoại hình thì đẹp, viền gần như là chưa xước và lưng thì cũng khá là mới. Còn tem, quên chưa kiểm tra email này, 0396 nhé, 03796. Thì nhiều anh em kiểm tra bằng cái lệnh sao tăng 06 này. Được thì là được, còn không được thì thôi nhé, không 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 phải quan trọng là cứ phải sao tăng 06 được thì mới là máy chuẩn nhé. Tại vì bây giờ LG nó khác rồi. Không được thì các bác vào đây kiểm tra này, hệ thống này, vào cái giới thiệu điện thoại này. Đấy. Thì đây, số email đây. 03796, ok, 03796 ở ngay 03796. Thì cái bản này ấy, như cái lệnh em test ấy, nó là cái bản version rồi. Thì các bác sẽ thắc mắc là liệu bao giờ nó lên được Android 12 ấy, thì em nghĩ là sau này nó sẽ có thôi, sắp tới nó sẽ có thôi, bản Hàn và bản Mỹ nó sẽ có thôi. Không có thì các bác nhờ dịch vụ làm người ta up lên cho cũng mất khoảng 200-300 thôi chứ còn thường thường những bản Mỹ như này này nó gần như là không có bản không không có update đấy,
Đấy, cho nên là nó cũng hơi 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 khó để các bác bảo là tại sao máy người khác lên rồi mà máy mình chưa lên được ấy, thì đa số những bản Mỹ nó đều up chậm hơn hoặc là không có. Cho nên nếu bác là không có mà em có mấy clip mà hướng dẫn up cập nhật phần mềm rồi ấy, nếu như bác không có thì các bác cứ làm theo đấy, mà không có nữa thì các bác đều phải đi thuê thôi. Cái chuyện đấy là chuyện bình thường thôi. LG nó bây giờ nó không sản xuất là một và nó không hỗ trợ người dùng mấy nữa ấy. Đây này. Có cả khởi động từ khởi động lại đấy nhá. Nhiều bác ở ở cái bản ROM nào đó các bác không có bị mất cái tự khởi động lại này thì nó là do ROM thôi chứ không phải là do máy các bác đâu. Đó, chuyển động khí này, nói chung là ok. Ui, tự nhiên có bao nhiêu cái app vớ vẩn để nó vào thôi, không quan tâm đâu. Nói chung là bây giờ là cái máy này là thứ nhất là mọi hình ngon, màn hình ngon, app cũng còn đấy, và giá nó là chỉ khoảng 3 triệu 2 cho cái máy này thì em thấy là nó vẫn rất là ổn đấy. LG giờ nó rẻ rồi, nhất là bản Mỹ như này nó rẻ rồi. Cái này em chỉ thấy mỗi có cái lỗi, không phải lỗi mà là nghi ngờ thôi, là cái cam của góc rộng này nó hơi lệch à, đấy chỉ là nghi ngờ thôi, còn muốn chứng thực thì phải bóc ra mới biết được thôi. Và cái nữa là cái cổng sạc nó hơi xước tí nhưng mà vẫn sạc nhanh bình thường, hơi mất đẹp tí thôi nhưng mà xước như này là bình thường, xước này đối với em nó bình thường thôi, không vấn đề gì cả. À, có một cái vấn đề nữa là các bác hay hay nói về cái bản con G8 với con V50 ấy, là các bác test áp suất nó nhảy ít ấy, thì các bác bảo là bịt cái lỗ này đã. Đây là cái lỗ cân bằng áp suất nha các bác, lỗ cân bằng áp suất ở đây. Thì các bác bảo là bịt lại thì nó nhảy to hơn, nhảy nhiều hơn, thì em tự bịt cho bác xem nhé. Bây giờ là cái lệnh gì quên mẹ rồi. Quên, em lấy cái lệnh. Chờ tí các bác nhé, em sẽ tháo cái sim ra. Các bác nào mà còn muốn xem nữa thì cứ xem thôi, nó không quan trọng cho lắm mà. Chứ còn máy là thấy độ ok rồi. Chỉ có mỗi vấn đề pin thôi. Vấn đề pin thì bác chủ mà mua về thì tới đây mua về rồi thì từ từ test thôi, nó xem nó thế nào thôi, chứ còn bảo là giờ test luôn thì không không có đâu. Bản version đây. Thăng thăng 22 8 3 7 8 gọi đấy, thì em sẽ thử test cho các bác lại cái áp suất nó căng khi nào. Thấy nha, vẫn đang là 1000.9 đúng không, nhấn vào sẽ lên, nếu mà không chơi bịt nhá sẽ lên là lấy lên được 101.5, có nghĩa là được khoảng 0.6. Phải bịt vào này, bịt vào nhá. Đấy, bịt nó lên vãi cứt. Bịt này, bịt nó lên kinh chưa? Đấy, nó lên mười mấy luôn. Đấy, các bác thấy không? Thế việc có cân bằng áp suất nó sẽ lên như thế đấy, lên đến mười mấy luôn. Đấy, ok. Thì có nghĩa là khi các bác bịt cái lỗ cân bằng áp suất này, cái áp suất nó sẽ nhảy lên rất là nhiều. Nhưng mà tuy nhiên ấy, việc test áp suất không phải là cứ phải bịt cái lỗ này thì các bác test áp suất mới chuẩn được nhá. Cái lỗ này ấy, cái máy nào cũng có thôi. Do là cái con G8 và con V50 ấy, nó làm cái cam nó không không lồi lên ấy, dẫn đến người ta không đục được cái lỗ nào, dẫn đến người ta phải đục ở lỗ này. Chứ còn với những con V60 này chẳng hạn, V60 này cái cam nó lồi lên ấy thì người ta đục luôn cái lỗ cân bằng suất chỗ này này, ở chỗ khe này này, có thể các bác nhìn nó không thấy, đục luôn chỗ khe chỗ này này đấy, chứ không phải là máy nào cũng cũng có cái đấy đâu nhé. À quên, cứ máy nào cũng có cái lỗ cân bằng suất, nhưng mà chỉ là những cái máy nào mà cái camera nó liền ấy, nó liền với lắp lưng ấy, thì người ta phải đục lỗ riêng. Chứ còn những cái camera mà nó lồi lên như này thì người ta sẽ để ở chỗ cụm camera nhé. Các bác soi kỹ là thấy, cứ nhìn cái dọc dọc vành cái vành camera này các bác sẽ thấy. Và chỗ này thì rất là khó bịt nhưng các bác không bịt được đấy. Còn ông nào bán máy mà bảo là những con như G8, V50, V50S hoặc là con G8X ấy, mà phải bịt cái lỗ cân bằng áp suất lại lại test nó mới chuẩn thì hoàn toàn ông đấy là nói sai đấy nhé, không đúng. À, không lẽ là cứ phải khi nào mà nhảy xuống nước hoặc là ngâm nước nó thì phải bịt cái lỗ này nè, thì đấy là hoàn toàn không đúng đúng không? Thì không phải bịt gì ta, không phải bịt gì cả, test nó chỉ nhảy lên khoảng tầm khoảng 0.5 trở lên thì càng tốt, hoặc 0.3 0.4 cũng được, nó chỉ yếu thôi. Thì cái yếu đấy thì có thể là do thời gian sử dụng nó keo nó kém hoặc là có cái gì đấy thì nó vẫn là còn áp suất. Và
áp suất cao quá nó không tốt đâu, trên chấm 2.0 thì nó cũng có vẻ là nó có vấn đề gì về bên trong rồi. Đấy, còn các bác cũng đừng quan tâm về cái, đừng quan trọng hóa cái áp suất nhiều quá. Còn thì là tốt, còn không còn thì cũng không thể khẳng định nó là máy không còn gì nữa. Đấy, cho nên em cũng nói có rất nhiều cái clip nói rồi là bây giờ người ta thay thế linh kiện, kể cả LG hay Samsung hay Apple cũng thế thôi, người ta hoàn toàn làm lại được áp suất hết. Cho nên các bác đừng, có nghĩa là còn áp suất thì vẫn là ok, vẫn là tốt hơn, còn không còn áp suất thì các bác cũng phải hỏi rõ người bán từ đầu luôn là máy còn áp suất hay không. Nếu mà bảo bảo là không còn thì là không còn, thì các bác có thể là giảm giá đi, bảo người ta giảm giá đi hoặc là như nào đấy, chứ còn không phải là cứ không còn áp suất là máy đó đã bị bung, máy đó đã bị mất zin rồi nhé. Rồi ok, thì cái máy này em thấy là ok rồi, chào các bác nhé.